Con kính bạch thầy, gia đình con ở thành phố Hồ Chí Minh. Cháu nội con năm nay đã được hơn 3 tuổi nhưng vẫn không thể đi, đứng như những đứa trẻ bình thường khác. Con có cho cháu đi khám. Các bác sĩ chuẩn đoán do cháu có một khớp màng trắng bất thường ở não nên sẽ không đi lại được. Y học hiện giờ không có cách chữa trị. Các bác sĩ cũng khuyên là chỉ có cách chữa bằng tâm linh mà thôi. Tình cờ con có người chị gái ở ngoài Hà Nội. Cháu bên đằng họ nội nhà chị con trước đây cũng bị bệnh rất lạ. Gia đình cháu cho đi khắp các viện mà không tìm ra bệnh. Hồi tháng 5 âm lịch, cháu 7 ngày không ăn uống. Ra bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ nói không tìm ra bệnh rồi cho xuất viện. Gia đình cháu đang không biết thế nào thì có bệnh nhân bên cạnh bảo lên chùa Khai Nguyên gặp thầy xin giúp cho. Cả nhà cháu, các bác, cô rồi bố bắt taxi lên chùa, tụng kinh ở chùa từ 9 giờ đến 11 giờ 30 hết một quyển thì gọi điện về cho mẹ cháu. Mẹ cháu bảo cháu đã bắt đầu uống sữa và nói chuyện. Gia đình cháu cũng lên pháp hội cầu siêu tháng 7. Hiện giờ cháu đã trở lại bình thường, đi đá bóng cùng các bạn. Dự định sang năm sẽ đi học lại. Nghe được câu chuyện này, con quyết định đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và tham dự pháp hội 7 ngày của tháng 8 này. Con cũng đã xin cúng dường một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát hồi hướng cho cháu nội con. Con kính mong thầy cho con lời khuyên dạy. Con phải làm những gì trong thời gian tới để gia đình con cũng như những gia đình có cùng cảnh ngộ có được phương thuốc tốt nhất để chữa trị bệnh cho cháu của mình. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Phật tử này có nói rằng có đứa cháu hơn 3 tuổi rồi nhưng mà vẫn không đi được. Chỉ đứng thì như đứa trẻ bình thường khác thôi, không đi đứng được, không thể đi đứng như những đứa trẻ khác. Đi khám thì họ bảo là chuẩn đoán là ở trên đầu cháu là có một cái lớp màng trắng bất thường ở não, cho nên là sẽ không đi lại được. Y học hiện giờ thì không thể chữa trị được. Và các bác sĩ bảo để khuyên để chữa về tâm linh xem như thế nào. Thì đây thầy thì cũng không dám khẳng định bất cứ trước một cái gì, vì thầy không phải là một bác sĩ, và thầy cũng không chưa phải là A Di Đà Phật hay là Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Quan Âm Bồ Tát hay Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên thầy cũng chưa có năng lực để chữa bệnh cho các Phật tử. Nhưng thầy có một lời khuyên. Phật tử này thì cũng có biết tới người nhà ở trong họ thì có một người bị bệnh rất là lạ rồi. Mà đi bệnh viện 7 ngày không ăn không uống. Bác sĩ bệnh viện bảo là trả viện ra về rồi. Nhưng may trước khi ra về thì có một bệnh nhân nằm ở bên cạnh bảo đi lên chùa Khai Nguyên gặp các thầy giúp cho. Và khi đi lên thì đang gặp tụng kinh Địa Tạng và theo tụng kinh Địa Tạng từ 9 đến 11 giờ 30. Gọi điện về nhà thì bảo cháu nó đã ăn được và đã nói chuyện được. Và tháng 7 vừa qua, pháp hội tháng 7 vừa qua, cái gia đình cũng lên làm lễ phả độ gia tiên và tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho cháu. Thì bây giờ cháu nó đã khỏe mạnh bình thường, là đi đá bóng được rồi, tức là đã khỏe rồi, đi đá bóng được rồi, tức là đã khỏe lại bình thường và chuẩn bị cho đi học trở lại. Phật tử này nghe thấy câu chuyện đó cho nên từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra đây và mong nhà chùa thì hướng dẫn cho phương pháp tu tập để hồi hướng cho đứa cháu là hơn 3 tuổi là sớm được khỏe mạnh trở lại. Thì ở đây thì Phật tử này cũng gọi là đã phát tâm một pho tượng Địa Tạng để hồi hướng cho cháu. Thì cũng cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng tác đại chứng minh để gia hộ cho đứa cháu của Phật tử này thì cũng sớm là gặp thầy gặp thuốc và sớm được chữa được bệnh và sớm khỏe mạnh và đi lại được, để cho gia đình thì cũng có tín tâm.
với Tam Bảo nhiều hơn nữa, và cũng để cho nhiều người có tín tâm với Tam Bảo nhiều hơn nữa. Đấy là lời cầu nguyện của các thầy gửi đến chư Phật Bồ Tát hộ với cho gia đình, và cũng cầu nguyện cho gia đình được sở cầu như ý, sớm gặp thầy gặp thuốc để chữa cho đứa cháu nó khỏi khỏe mạnh được, không có như vậy thì khổ cho cả gia đình mà khổ cho cả cháu. Và trong thời gian tới thì Phật tử này nên, sau khi hết 7 ngày ở đây thì Phật tử này nên 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 lên ra tới đây, tận miền Nam ra tới đây rồi thì thôi, sau 7 ngày thì nán lại một ngày nữa thì lên trên chùa Tản Viên, mang cái can đi thì bắt xe ôm hay là bắt taxi hay là nhờ ai đèo lên đó để lễ Phật lễ tổ, và mang một cái can khoảng độ 5 lít hoặc 10 lít đi để xuống giếng Quan Âm ấy, thỉnh lấy một cái can nước ra xong mang lên trên ban thờ Quan Âm hay ban thờ Địa Tạng cũng được, ở chỗ nhà tổ ấy, ban thờ Bồ Tát Quan Âm cũng được, ban thờ Địa Tạng trên nhà tổ cũng được, để xin ngài gia trì cho, xin cái nước đó và về lấy cái nước đó cúng Phật hàng ngày. Phật tử này sắp sửa thanh bông hoa quả thành tâm, và lấy cái nước đó mỗi một ngày thì đem dâng 7 chén nước lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nữa mà cúng dường là tốt nhất, và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy khoảng 1 năm hoặc 3 năm để hồi hướng cho đứa cháu này. Nhưng mà nếu mà gì phúc mà sinh tội mà diệt ấy, thì có thể chỉ vài tuần hoặc vài tháng là có thể cháu nó gì, cháu nó đi lại và nói năng bình thường được, dần dần nó học nói rồi nói năng bình thường được, thậm chí đi lại được. Nhưng còn để cho nó tốt hẳn ấy, thì cứ nên phát nguyện hẳn, đại phát nguyện là gì, 3 năm đi, phát nguyện 3 năm để hồi hướng công đức cho cháu. Một vài tuần một vài tháng chưa được thì năm, một năm chưa được, 2 năm, 2 năm chưa được thì 3 năm phát nguyện hẳn như thế, thì chắc chắn sẽ cảm được gì, được Phật Bồ Tát à, thì sẽ tốt à. Cho nên cái trường hợp này thì khi mà phát nguyện tụng kinh như vậy, hàng ngày cứ sáng tụng một quyển thượng, chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ, hôm nào trừ hôm nào mà công việc đặc biệt thì có thể chúng ta dồn cả một thời để tụng cũng được, hoặc là hôm nào mà bận quá không thể tụng được thì sám hối Phật tổ, hôm nay chúng con nợ một ngày thì mai tụng tiếp thì cũng không sao. Thế khi tụng đây thì cái 7 chén nước đó thì sáng sớm hôm sau, thì trước khi lên tụng quyển thượng ngày hôm sau á, thì thay lấy 6 chén cho vào một cái cốc, còn một chén ở giữa thì đem vẩy hết đất cát nhà cửa đi. À, còn 6 chén còn lại thì khấn Phật, khấn nguyện Phật Bồ Tát để gia trì cho, để trong cho cháu nó uống. À, cho cháu nó uống và lấy một chút là gì, kiểu như bôi lên trên đầu trên trán cho nó mát mẻ, hay kiểu như là cũng rất là tốt. Đấy, cái phương pháp này thì tuy là cái hình tướng thật, nhưng mà tuy là có chấp và hình tướng một chút thật, nhưng mà đối với phàm phu tục tử thì cái hình tướng mà đem lại lợi ích ấy, thì cũng chẳng có ngại gì mà chúng ta không làm cả, tức là chúng ta có thể phương tiện để làm được. Đó, thì cứ làm như vậy đi. Thì thất mong rằng Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho sẽ Phật tử này sẽ sớm đạt được cái điều ước nguyện, đó là tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, mà cộng về nhà này nên phóng sinh nữa. Vào những ngày trai thì đặc biệt là mùng 1 ngày rằm nên phóng sinh, phóng tút phóng sinh để hồi hướng cho cháu nữa. Đó, và làm nhiều việc phúc thiện hơn nữa. Đó, thì càng tốt. Thế thì lời khuyên Phật tử như vậy. À, một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi. Ở nhà con có tụng kinh Địa Tạng ngày 3 thời. Hôm trước có cô em trong họ nhà con thấy con một ngày 3 thời tụng kinh 3 lần, lên hương cúng dường để tụng kinh, thì bảo với con là các cụ gia tiên đang ở yên, đang tu tập ở dưới âm, thì chị suốt ngày lên hương để thỉnh các cụ về, làm phiền các cụ, không để cho các cụ yên. Con biết không phải như thế, nhưng con không biết phải giải thích với em như thế nào. Con viết thư mong thầy giải đáp giúp con. A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta là một Phật tử, chúng ta muốn cho các cụ gia tiên chúng ta ở mãi dưới cõi âm hay sao? Là ma quỷ dưới cõi âm hay sao mà bảo ở yên gì đó? Ở dưới đó sướng gì đâu? Ở dưới đó còn khổ hơn cõi người chúng ta này này. Tôi dám khẳng định chắc chắn với các quý vị, ở dưới cõi âm khổ hơn cõi người chúng ta này này. Tức là gì? Vậy chúng ta là gì? Là một người con mà muốn cho gia tiên cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ đã qua vãng của chúng ta là ở mãi dưới đó hay sao?
đấy mà là đứa con có hiếu thảo hay sao? Đó, cho nên chúng ta phải hiểu được cái bản chất của nó. Nay chúng ta gì, tụng kinh niệm Phật là làm theo lời Phật dạy, làm theo lời Bồ Tát dạy, mà thậm chí học theo gì, hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đó là gì, mẹ mất thác xuống dưới gì cõi âm ti để đọa trong địa ngục khổ. Nếu mà không có Bồ Tát Địa Tạng, tức là đứa con hiếu thảo, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, nhất tâm như vậy thì làm gì mẹ của ngài được siêu thoát được, chịu khổ trong A Tỳ địa ngục hay trong gì, trong đường ngạ quỷ, trong được súc sinh thì khổ đau lắm chứ, đau khổ lắm chứ. Cho nên ở đây Phật tử này, thầy nghĩ là gì, không cần phải giải đáp cho cô em làm gì cả, vì cô em nó như thế, nó nói như vậy thì nó chả hiểu cái gì Phật pháp, cố tình giải thích cho nó thì nó cũng chả hiểu, cố tình nó không hiểu thì cũng chẳng cần phải, mình chỉ A Di Đà Phật, thấy đúng thì mình làm. Đó. Còn giải thích nó không nghe thì thôi. Tốt nhất là gì, bảo nó gì, nếu nó muốn hiểu biết về Phật pháp, hiểu biết được việc chị làm á, thì bảo thì em nên nghe 102 bài giảng kinh Địa Tạng của thầy đi. Thậm chí mua cái đài tặng cho em nó nghe, nếu nó không nghe thì thôi, bó tay chả làm gì được. Và nó có nói gì, khi mà bảo nó nghe mà nó không nghe thì thôi, nó có nói gì thì nói thì kệ xác nó. Việc mình làm, việc nó làm. Nhà ai có phận nhà đấy rồi. Đó. Còn nó không tụng kinh hay nó không gì thì kệ nó, nhà mình có việc của nhà mình làm ở nhà mình, cũng không gì phải sợ nó cả. Đó, thì trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Đó. Phật tử thì tùy duyên đi. Đấy, bảo nó, đấy, tặng cho nó một cái đài có giảng 102 bài kinh Địa Tạng của thầy, nó dễ nghe. Cho nó gì, nó nghe xong mà nó không hiểu cái gì á, thì đấy, cái duyên của nó với Phật là gì, không có đó. Thì cho dù có gì, cho dù có đem khuyên nó tin Phật thì nó cũng chả tin, thì chả làm gì được. Đó. Thế thôi, nhưng mà thôi, còn nước còn tát cứ thử xem. Nếu mà duyên mà có thì nó nghe xong một cái nó hoan hỉ đó. À, hóa ra là chị làm như thế là tốt. Em nghĩ như vậy là gì? Là xấu, là sai. Thế thì được. Có nhân duyên phúc báo của gia đình là cũng gì, gọi là cũng đến lúc gọi là được hưởng quả ngọt rồi đấy. Thì tôi cố gắng vào. Một câu hỏi nữa nói rằng, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, hiện nay con đang làm ở Hà Nội, con thuê phòng trọ, trong phòng có sẵn một ban thờ nhỏ của chủ cũ để lại, nhưng còn một ban treo trên tường và không có bát hương, cũng không có đồ gì để ở đó nữa, mà bên dưới ban đó nhà con lại để giường ngủ, giờ con muốn chuyển ban đó đi chỗ khác hoặc bỏ đi có được không ạ? Con xin thầy hoan hỷ cho con, nên làm thế nào ạ? Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Có ban thờ rồi thì thôi, cái chỗ đó thì bạn nên gì, nên khấn thần linh thổ địa ở trong gia đình đó và mình chuyển đi thôi, không sao cả. Đó, bởi vì nó có cái gì đâu, chỉ cái ban không thế bỏ đi thì không sao cả. Xong gỡ đi, mình mang ra một cái sông nào nước nó sạch sẽ để mình để cho nó mát mẻ, bởi vì có ban thờ rồi mà, thì cứ thế thôi, đơn giản thôi. Nếu mà bạn muốn cẩn thận nó thì chỉ cho ba biến đại bi thập chú, học lấy đại bi thập chú hay lấy sách mà có đại bi thập chú, chỉ cho ba biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật một chút, xong rồi thì mới khấn nguyện mình tên là gì, thuê cái nhà này của chủ nhà tên là gì đó, những nay thì nhà có ban thờ, có chỗ thờ phụng rồi thì cái ban thờ này bỏ không, thì bây giờ gia đình nhà chật chội cần có chỗ để ở thì thôi xin tháo cái chỗ đó đi để cho nó mát mẻ. Đấy, để cho nó gì thoáng đãng, để cho không gian trong nhà nó rộng rãi, xin thần linh thổ địa bản xứ nơi đây để chứng minh cho, thì vợ chồng con xin được làm cái điều đó, hoặc con xin được làm điều đó, vân vân chẳng hạn. Và cứ thế xong là làm thôi. Làm xong thì thôi đem là cái sông nào nước nó sạch sẽ mà thả để cho nó mát mẻ. Trước khi làm thì mình cũng niệm Phật. Trước, trong khi và sau khi làm mình nhất tâm mình niệm Phật thì không có sao cả. Hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là niệm chú Án Ma Ni Bát Minh Hồng cũng được, không sao. Tùy theo mình thích niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát nào, hoặc câu thần chú Đức Quan Âm đều được cả. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có chuyện thắc mắc, xin thầy chỉ dạy cho con được biết. Cô con năm nay 47 tuổi, cách đây một tháng tự nhiên cô con cứ khóc rồi lại cười, không ăn không uống và có những hành động khác thường. Cô ở trong nhà thì bình thường nhưng cứ ra khỏi nhà thì lại bị như vậy. Nhà con đưa cô đi bệnh viện thì cô lại hết,
Nhà con đi xem thầy Đồng thì thầy bảo cô con đi ra đường buổi sáng bị bắt mất hai vía, phải làm lễ chuộc vía. Nhà con làm lễ theo thầy đó nhưng cô con không khỏi. Đi xem thầy khác thì lại bảo nhà do nhà họ Dương, tức là nhà họ ngoại của cô ấy, cách đây nhiều đời có người lấy phải áo của vua Thủy Tề. nên bây giờ họ tìm người họ đòi, họ tìm họ Dương đòi nợ, mà cô con đã lấy chồng rồi ạ. Cô con lại theo thầy làm lễ. Lễ của thầy gồm rất nhiều vàng mã quần áo và ba mâm cỗ mặn ạ. Làm lễ xong giờ cô con đã khỏi, không bị như vậy nữa. Con không biết thầy Đồng đó nói có đúng không ạ? Xin thầy giải thích giúp con và gia đình con ạ. Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Thôi, cái điều đúng sai không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ cô con khỏi rồi. Và nếu để cô muốn cô con đã không bị tái phạm, không bị tái lại nữa thì nên khuyên cô con là gì? Nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng đi. Nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng đi thì để cho gì? Sau này không sợ cái bệnh nó tái lại. Sau này nó tái lại thì khổ. Đó. Thì còn cái chuyện đúng sai thì thôi không cần phải đi truy tầm những cái chuyện đã qua rồi. Đúng sai bàn cãi với nhau để làm cái gì? Không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ cô con đã khỏi. Và muốn cho gì? Khỏi mãi mãi, không bị tái phạm, đời đời kiếp kiếp, không bị điên khùng loạn tâm như vậy nữa, không bị ma dựa quỷ trêu như vậy nữa, thì tốt nhất là học nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Thì không chỉ đời này mà đời đời kiếp kiếp không bị điên cuồng loạn tâm, không bị khổ não như vậy nữa. Đoàn Phật tử này hỏi vợ chồng con trai con bán bún đậu mắm tôm và các loại bún phở khác với các đồ ăn mặn. Con không làm chủ quán nhưng con thường xuyên giúp các con đặt hàng thịt, mua mắm vân vân, pha mắm tôm, phụ bếp, bưng bê. Con xin hỏi thầy, con giúp các con bán hàng như vậy nhưng con không tiêu đồng tiền lãi bán hàng ấy thì con có tội không ạ? Xin thầy cho con trai con xin một giải pháp nào cho đỡ tội ạ. Câu hỏi này Phật tử nói rằng tuy không tiêu đồng tiền lãi của con nhưng mà vẫn hàng ngày đi mua thịt rồi pha mắm tôm rồi vân vân cho con bán phở, bán thịt, bán đây các quán là bán con nói nôm na là có một quán ăn mặn, bán phở, bán bún, bán đồ ăn mặn vân vân. Chắc đây là mẹ hay là bố gì đây, đưa câu hỏi không nói rõ nhưng mà chắc đây là bố hoặc mẹ gì đấy. Bảo là hàng ngày vẫn bưng bê, vẫn đi mua thịt về cho con cho các nhân viên đầu bếp nó làm để nó bán hàng, hoặc là con cái làm để bán hàng. Và vẫn pha mắm tôm, pha nước chấm để bưng bê cho khách khi mà cần thiết thì vẫn như vậy hỏi. Nhưng mà không tiêu cái đồng tiền lãi đó. Như vậy có tội không? Thì thế vậy thầy hỏi này, về hàng ngày Phật tử nó ăn cái gì? Hàng ngày mà Phật tử đưa câu hỏi là ăn cái gì? Ăn cơm đúng không? Sinh hoạt trong gia đình nhau. Vậy thì hỏi bây giờ cái nhà đó là do gì? Do Phật tử làm hay là các con làm? Nếu các con nó làm lên bằng cái đồng tiền nó buôn bán mà có thì đương nhiên là chịu chung quả báo rồi. Chịu chung số phận rồi, chịu chung gọi là cộng nghiệp rồi. Đó. Và hoặc là ăn hàng ngày đó cái đồng tiền thì tuy mình không lấy tiền lãi nó để tiêu cho bản cá nhân mình nhưng mà con nó đưa cái đồng tiền đó để mua bán thức ăn, đong gạo, để mua thức ăn, sinh hoạt cả nhà chẳng hạn, thì đương nhiên là có cộng nghiệp rồi. Nhưng mình không tiêu thì mình ăn ít thì trả báo ít thế thôi. Quy luật nhân quả đâu có sai đâu. Ví dụ như mà gia đình mình túng thiếu chẳng hạn, mình đi vay 1 triệu hàng xóm, thì về thì đứa con thì nó tiêu 800, còn mình tiêu 200. Thì đương nhiên khi trả nợ là gì? Mẹ con mà rành rọt ra thì con phải trả 800, còn mẹ trả gì 200, thế thôi, đơn giản. Đó. Cho nên Phật tử hỏi có tội không ấy, thì thầy không nói là có tội không có tội, thì Phật tử đi hỏi Phật đi, hỏi Bồ Tát đi, hoặc là vài chục năm nữa xuống hỏi Diêm Vương con làm như vậy có tội không, Diêm Vương sẽ có câu trả lời xác đáng nhất gì, đáng xác đáng nhất cho Phật tử có câu hỏi này. Cứ đợi đi, chịu khó đợi lấy
lâu thì mấy chục năm nữa, nhanh thì vài năm nữa, thì cứ đợi đi rồi sẽ có câu trả lời xác đáng nhất. Khi đó sẽ có câu trả lời xác đáng nhất là có tội hay không có tội. Trong đoàn có Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy. Con là Cao Thị Hằng, sinh năm 1997. Có mấy ý, mấy câu hỏi như thế này. Một, ở nhà con muốn treo ảnh thờ Đức Phật, nhưng nhà con đang treo ảnh thờ Bác Hồ. Con treo thế nào ạ? Con nên treo thế nào ạ? Con mong thầy giải đáp câu hỏi thắc mắc từ lâu của con ạ. Cái này thì cũng không cần phải bỏ ảnh Bác Hồ đi hẳn thì để thế vào đó là ảnh Phật. Vì Bác Hồ cũng là một vị lãnh tụ, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Có Bác mới có Đảng, có Đảng á mới có gì, mới có ngày giải phóng độc lập dân tộc chúng ta như ngày nay, chúng ta mới có cơm no áo ấm như ngày nay. Không có bây giờ chúng ta không biết là chúng ta còn làm nô lệ giặc Pháp và bị giặc Mỹ đô hộ như thế nào, chúng ta chưa biết được tương lai như thế nào. Nhưng mà nhờ có Bác, có Đảng, có nhà nước, có chính phủ, bây giờ đất nước chúng ta được độc lập, chúng ta được cơm no áo ấm, nhân dân chúng ta có thể tạm nói là được thái bình thịnh trị so với gì? So với những thời hai đế quốc Pháp và Mỹ đô hộ chúng ta. Đó, cho nên chúng ta phải nói, phải nhìn nhận thẳng vào cái bản chất của nó là như vậy. Cho nên đối với gì? Đối với Bác Hồ, tất cả nhân dân Việt Nam chúng ta bây giờ phải nói là những người yêu chuộng hòa bình, những người mà đang sống ở trên đất nước Việt Nam chúng ta này, phải biết trân trọng và cảm ơn, ghi nhận và cảm ơn những gì Bác đã đem lại cho đất nước dân tộc chúng ta được cơm no ấm như bây giờ. Và cái việc mà thờ ảnh của Bác ở trong mỗi gia đình, cái đó là rất là xác đáng thôi, để tri ân, để tôn trọng. Nhưng mà nếu mà gia đình muốn thờ Phật thì chắc chắn là gì? Phật là phải gì? Phật là một bậc công đức vô lượng, công đức trí tuệ để viên mãn gọi là Phật. Bác chỉ là một vị lãnh tụ một quốc gia, như thời xưa thì gọi là một vị vua, thì bây giờ gọi là một vị lãnh tụ. Còn Đức Phật á, là gì? Là thầy của ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đến các vị gì? Vua các cõi trời còn gì? Còn cung kính, tôn trọng, đỉnh lễ và quy với Ngài. Thời xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài đi hoằng pháp tới đâu thì các vị vua ở quốc gia đó cũng đều gì? Quỳ gối, đỉnh lễ dưới chân Ngài và xin thọ gì? Thọ giới tam quy y với Ngài. Và làm nguyện làm gì? Làm một vị đại hộ pháp cho Đức Phật. Cho nên ở đây thì cái việc treo ảnh thờ ở đây thì chắc chắn là gì? Bạn nên treo cái ảnh Đức Phật cao hơn, cao hơn, trang trọng hơn. Và ảnh của Bác Hồ có thể treo bên dưới hoặc là treo sang bên sườn, thấp hơn một chút. Đó, thấp hơn một chút. Đó, thì đấy là cái gì? Cái cách mà chúng ta là một Phật tử thờ phụng thì như thế. Hoặc là ảnh của Bác Hồ chúng ta treo sang bên sườn, gọi là cái nơi để gì? Cái nơi để chiêm bái, nơi để tưởng nhớ thôi. À, nơi để chiêm bái, nơi để tưởng nhớ. Còn cái ảnh Phật thì chúng ta treo giữa trên ban thờ để chúng ta lễ bái tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Còn ảnh của Bác Hồ có thể chúng ta treo sang bên sườn, hẳn với bên sườn, hoặc là ở dưới phòng khách, nơi trang trọng dưới phòng khách, để chúng ta gì? Chúng ta tưởng nhớ công ơn của Bác đối với dân tộc, đối với chính bản thân gia đình của chúng ta. Đấy là cái cách mà thờ phụng có thể là nó hợp lý nhất. Còn tùy duyên các bạn thì tùy duyên, Phật tử này có thể mà bạn kính trọng Bác Hồ chẳng hạn, mà bạn có thể treo ngay bên cạnh Đức Phật cũng không sao, Phật cũng chẳng quở, cũng chẳng trách. Hay kể cả bạn treo gì, treo ảnh Bác Hồ treo cao lên trên, Phật ở dưới, Phật cũng chẳng trách mình đâu. Phật cũng chẳng trách Bác Hồ mà cũng chẳng trách mình. Thậm chí là gì, bạn chẳng treo ảnh Phật ở trong nhà, bạn chẳng bốc bát hương thờ Phật, mà bạn đọc kinh Đức Phật gì, đọc kinh tụng kinh Đức Phật đối trước ban thờ thần linh gia tiên, nhưng mình Phật cũng chứng cho chúng ta cơ mà, không quan trọng cái chuyện đó. Nhưng mà để cho nó đeo theo đúng cái nghĩa thầy trò từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ nên treo ảnh Phật cao hơn, ảnh Hồ Chủ tịch là ở dưới hoặc là thấp hơn một chút, hoặc là treo sang bên sườn để chúng ta chiêm bái, hoặc mang xuống dưới nhà khách, nơi trang trọng phòng khách chúng ta chiêm bái, vân vân.
thì sẽ đúng pháp hơn. Câu 2 Phật tử này hỏi là: thầy cho con hỏi, mẹ con sinh năm 1974, sinh được 3 chị em gái, không sinh được em trai, vậy có tội với nhà chồng không ạ thầy? Mẹ con cứ thấy áy náy ạ, thầy giải đáp cho mẹ con tỏ tường với ạ. Chúng ta biết là chính sách của Đảng, Nhà nước của chúng ta bây giờ là gì? Bình đẳng giới, nam nữ là bình quyền, bình đẳng như nhau. Và không chỉ Việt Nam chúng ta, thì không chỉ Đảng, Nhà nước chúng ta mà gì? Tất đại đa số các quốc gia trên thế giới bây giờ gì? Những đất nước tiên tiến, những xã hội gì? Văn minh khoa học tiên tiến như là Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, rồi Hàn Quốc vân vân, những các nước tiên tiến, văn hóa tiên tiến bây giờ họ đều gì? Đều coi bình đẳng giới như nhau. Con trai con gái đều như nhau. Điều quan trọng nhất là gì? Con trai con gái đó có hiếu thảo với bố mẹ hay không? Sinh con trai mà nó gì? Nó ngỗ nghịch ngang tàng như trường hợp câu hỏi lúc nãy, bé là nó đây cắm xe đạp xe máy rồi, lớn thì gì? Lớn thì khiến cho bố mẹ bán nhà, phải bán nhà bán cửa để đi trả nợ cho nó. Bây giờ có ngôi nhà còn chưa chắc đã gì đã yên với nó. Như vậy thì con trai như vậy thì không bằng là gì? Con gái mà gì? Ngoan ngoãn hiền lành, tử tế đức độ, hiếu hạnh. Cho nên ở đây á, cái chuyện mà con trai con gái thì có quan trọng đâu, không quan trọng đâu. Như nhà thầy chẳng hạn, bố mẹ thầy sinh được 5 chị em, chị cả, xong rồi anh trai, xong đến thầy và 2 em gái nữa. Nhưng mà khi trước khi thầy đi tu 2 năm, anh trai thầy bị bệnh và mất. Và như vậy còn một mình thầy là con trai trong gia đình, mà không chỉ là gia đình mà trưởng của dòng họ. Thầy là trưởng một cả một dòng họ. Nhưng mà khi được biết cái Phật pháp thì thầy phát nguyện gì? Đi tu, xuất gia đi tu. Khi đi tu rồi thì bây giờ là gì? Là thành người con của Đức Phật rồi. Thì đương nhiên mẹ của thầy nhà chỉ còn gì? Còn có 3 cô con gái thôi, chị cả và 2 cô gái, em gái dưới thầy. Nhưng cô em gái bên dưới thì cô em gái út á, thì cũng xuất gia. Bây giờ cũng chỉ còn gì? Có 2, có cô chị gái và cô em gái ở nhà lấy chồng lập gia đình thôi. Thì nếu mà bảo rằng á, sinh con gái là gì? Là không tốt, thì bây giờ thì nói như vậy á, tôi mới là người con trai không tốt đối với gia đình. Vì sao? Vì tôi thì tôi bỏ đi tu mà. Con trai mới là tốt, phải ở nhà để hầu hạ bố mẹ, để hương khói khi hầu hạ khi sống, mà hương khói phụng thờ khi chết, thì như thế mới gì? Mới hiếu. Còn con gái không làm được điều đó. Con gái làm điều đó là bất, không sinh được con trai làm điều đó bất hiếu. Thì như vậy bảo mẹ tôi sinh được con trai mà con trai bỏ đi tu, như vậy là bất hiếu à? Bảo Tịnh Phạn Vương và gì Ma Gia là sinh được Thái tử Tất Đạt Đa, mà sau này Thái tử Tất Đạt Đa gì cũng trốn xuất gia thành Phật, thì cũng là bất hiếu à? Mà nếu bảo Phật bất hiếu thì làm gì có chuyện chúng ta được gặp, được học Phật pháp bây giờ, chúng tôi được tu Phật như ngày hôm nay. Mà nếu bà bảo tôi là bất hiếu thì làm gì có chuyện hôm nay các vị được ngồi nghe tôi giảng ở đây. Chắc chắn là bây giờ tôi cũng một nách 2-3 đứa như là như các bạn của tôi ở quê bây giờ, có gì khác đâu. Và tôi xem có làm được gì lợi ích cho xã hội nhiều không? Chắc chắn là không. Lo cho bản thân, lo cho gia đình còn khó, huống chi đóng góp sức lực, công đức, công sức trí tuệ của mình cho xã hội. Đó. Mà chắc gì tôi ở nhà mà tôi đã làm một con được hiếu, một đứa con hiếu thảo được. Nhưng bây giờ tôi xuất gia thì có thể là nói là gì? Không phải mình tự khen mình là đứa con hiếu thảo, nhưng có thể nói là gì? Là so với bạn bè cùng sinh với mình, cùng trạc tuổi với mình, hoặc trước mình hoặc sau mình một chút, chơi với nhau từ khi hơn 20 năm về trước, bây giờ mình cũng gì? Cha mẹ mình á, đi ra xã hội cũng không có ai chê trách là sinh con ra mà không lo được cho nó phải cho đi tu như ngày mình mới trốn đi tu nữa. Bây giờ đi đâu người ta cũng khen ngợi, ôi rồi bà sinh được đứa con như thế để mát mày mát mặt. Bây giờ đi đâu cũng người ta cũng khen. Bất cứ đi đến nơi đâu người ta biết gì, tôi là con của mẹ tôi á, thì mẹ tôi đi đâu cũng được người ta khen ngợi là sinh được đứa con như thế thật là mát mày mát mặt. Đó. Thay vào hơn 20 năm trước thì ai cũng gì cũng phỉ báng. Hơn 20 năm sau thì
ai cũng tán dương khen ngợi, sinh được đứa con như thế mát mày mát mặt. Chúng ta thấy cái đó gì, pháp của thế gian, tức là chúng ta không bị thế gian nó lôi cuốn làm gì. Ở thế gian nó có bảo là toàn sinh con gái như vậy là bất hiếu, là không tốt với gia đình nhà chồng, rồi vân vân, thế này thế khác, phải kệ xác đó. Họ nói thế nào thì nói, điều quan trọng là mình nuôi con dạy cái cho nó gì, cho nó tốt. Con gái mà sinh ra cho nó ăn học tốt, đến nơi đến chốn, sau này nó lấy chồng nó lo nó gì, nó với chồng nó lo báo hiếu cho gì, cho bố mẹ vợ, và lo gì tiếp tục thay cho bố mẹ vợ để gì? Nhang khói phụng thờ cá bên nội bên ngoại, nó có gì khác đâu, chẳng sao cả đó. Cho nên ở đây thì bạn đừng có nghe người ta nói mà gì mà buồn phiền, nên động viên mẹ đó. Và thậm chí là nên gì, nên thỉnh cái đĩa giảng kinh Địa Tạng cho mẹ nghe, thỉnh quyển kinh Địa Tạng về cho mẹ đọc, để cho mẹ gì hoan hỷ, mẹ vui, mẹ có cái chỗ dựa tinh thần, đó là gì, Phật, để cho mẹ gì không nghe vào lời nói của xã hội nó đàm tiếu nữa, cho mẹ đỡ buồn, để hướng cho mẹ tu tập đi là tốt nhất. Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con chào thầy. Phật tử này hỏi thêm ý thứ hai là thầy cho con hỏi ý thứ hai. Mẹ con sinh năm, cái này nói rồi. Một Phật tử này hỏi là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy cho con hỏi. Nhà con có bàn thờ gia tiên ở hướng Tây, bố con lại ngủ ở dưới bàn thờ, bố con nằm đất, trên là giường con nằm với mẹ, nhưng mẹ con, tức con không nằm ở trên giường nữa, mà nằm ở hướng Nam, treo ảnh Phật. Con treo ảnh Đức Phật A-di-đà ở giữa, bên phải là Quán Thế Âm, bên trái là ảnh Phật, còn bên trái là ảnh Phật A-di-đà nhỏ. Mẹ con lại nằm nốt ở dưới tranh con thường tụng kinh ở đấy, nhưng giờ mẹ con nằm thế, con không biết tụng ở đâu nữa. Một cái giường cao ở gần bố con thì con ngủ ở đấy, liệu con có thể ngồi trên giường tụng kinh Địa Tạng không ạ? Với con muốn hỏi, ban thờ gia tiên nhà con treo cao quá, con có thể tự hạ thấp xuống được không ạ? Con mong thầy hoan hỷ chỉ giúp con. Cái này thì việc treo ban thờ này con phải xin phép bố mẹ. Mình là con cái trong nhà thì phải xin phép bố mẹ. Cái ban thờ treo cao quá thì nó có thể mình treo vừa vừa xuống để kê một cái ghế ngắn để thắp hương là được. Treo cao quá, ngày xưa các cụ treo để 2 mét, trên 2 mét, phải bắt một cái ghế thật cao lên hàng mét, trèo lên 2-3 bậc mới thắp được hương. Cao quá như thế thì không may mà trèo lên hôm nào, mà nhất là có các cụ già mà trèo thắp hương, có những cụ gãy chân đấy, gãy chân ngã xuống, gãy chân, gãy tay. Như thế thì treo cao cũng không tốt. Nhưng mà nhà nó chật quá phải dùng ở dưới để ở thì thôi, thì Phật Bồ Tát hoan hỷ thôi, không có sao. Ví dụ nhà chúng ta rộng rãi, có đầy chỗ để mà chúng ta gì thờ phụng cho nó trang nghiêm, mà chúng ta không thờ mà lại mà để ở, để đồ, để đạc. Còn chỗ Phật, chỗ thờ Phật, thờ thần linh gia tiên thì nhếch nhác, thì cái đấy thì mới phải tội. Còn gia đình chúng ta nếu mà chật quá mà không có chỗ để thờ, phải treo cao lên như thế, thì ngủ ở dưới gầm cũng được, cái gầm ban thờ cũng được, chẳng sao. Còn bạn hỏi rằng bố và mẹ đều gì, đều ngủ mất hai cái chỗ mà ngày xưa bạn treo ảnh Phật mà hay tụng kinh rồi, thì bây giờ thì có ngồi trên giường để tụng được không? Vì bố và mẹ thì chiếm mất hai chỗ đấy rồi, hai chỗ đắc địa nhất bố mẹ chiếm mất rồi thì thôi. Thì bây giờ thì thôi, con ngồi trên giường tụng cũng được, không sao. Thì con nên nói với Phật, với Bồ Tát trước khi tụng là bạch Phật Bồ Tát để hoan hỷ thứ lỗi cho con, và hai chỗ đắc địa nhất bố mẹ con chiếm mất rồi, bây giờ con chỉ còn một chỗ ở trên giường này thôi, cho nên Phật Bồ Tát hoan hỷ cho con. Con nói như thế chắc là thấy Phật gật đầu là được. Thôi nói vui vậy thôi. Thì con thầy nghĩ rằng á, nếu mà bố mẹ con ở chỗ đấy rồi thì cả hai rồi, thì con ở trên giường thì cũng trang nghiêm, để cái giá kinh hay cái gối hay cái giá kinh hay cái ấy lên để cao cao lên để tụng kinh, đọc kinh trên đó cũng được, không sao cả.
Phật Bồ Tát thì vì chúng sinh mà hóa độ mà đâu có chấp chúng sinh đâu, tùy duyên đi. Câu thứ 7, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy bố thí giảng giải băn khoăn, giảng giải nỗi băn khoăn của con ạ. Bố con đã mất qua 49 ngày, nhưng trong 7 tuần đó mẹ con cũng không mời các vãi về nhà để tụng kinh và cúng thất như mọi nhà, mà chỉ thắp hương cúng cơm hàng ngày 3 bữa. Đến ngày 49 thì gia đình con có mời thầy cúng về làm lễ và rước ảnh lên ban thờ gia tiên. Xin thầy hoan hỷ cho con biết như vậy bố con có được siêu thoát không ạ? Trong tuần thứ 6 con có ngủ mơ thấy, con có ngủ mơ được thấy bố con được mạnh khỏe vui vẻ như lúc còn khỏe, vì bố con mất sau khi bị bệnh 4 năm. Suốt 49 ngày đó con đã phát nguyện ăn chay 10 ngày chay trong tháng, không sát sinh, cúng giảng tượng Phật, hàng ngày đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và đến chùa nghe thầy giảng pháp và tụng kinh để hồi hướng cho bố con. Như vậy bố con có bị đọa ba đường ác không ạ? Giấc mơ của con như vậy có phải bố con đã báo cho con và sắp đến 100 ngày của bố con thì gia đình con nên làm như thế nào để đúng pháp và đơn giản ạ? Thầy hoan hỷ bố thí giảng giải sớm để kịp 100 ngày của bố con. Con xin tri ân công đức thầy. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để giảng pháp cho chúng con. Thì thầy Phật tử này có nói rằng á, thắc mắc là bố vừa mới mất, đã qua 49 ngày rồi, nhưng trong 7 tuần thất thì mẹ không mời các Phật tử đến để tụng kinh thất thất chay tuần cho, mà vẫn cúng một ngày 3 bữa cơm, ăn gì cũng đấy như thường. Đến ngày bữa thứ 49 thì mẹ gọi ông thầy cúng đến để đưa ảnh bố lên ban thờ gia tiên. Và Phật tử này có hỏi là như vậy thì bố có được siêu thoát không? Thì thầy cũng không dám khẳng định là được siêu thoát hay không. Nhưng mà bé này có nói là, bạn này có nói là gì? Ở trong tuần thứ 6 thì có mơ thấy bố vẫn mạnh khỏe, vì trước đây thì bố ốm nặng 4 năm mới chết, mới mất. Nhưng bây giờ thì lại thấy bố ở trong cái tình trạng mạnh khỏe, thì đấy là gì? Đấy là cái giấc mơ rất là tốt, chiều hướng tốt. Vì sao mà nói là tốt? Vì suốt 49 ngày đó Phật tử này đấy gì đã ăn chay 10 ngày chay, tức là 10 ngày ăn chay theo như trong kinh Địa Tạng nói đó, và không sát sinh, cộng thêm cúng giảng tượng Phật, hàng ngày thì đọc kinh Địa Tạng rồi hay đến chùa để nghe giảng pháp, đem công đức ra hồi hướng cho bố, thì như vậy hỏi ra bố có được siêu thoát chưa. Trường hợp này siêu thoát thì thầy không chắc chắn, nhưng đọa ba đường ác thì thầy chắc chắn là không. Vì sao? Vì trong tuần thứ 6 bạn còn mơ thấy bố về rất mạnh khỏe, thì đấy là một cái điểm lành. Như trong kinh Địa Tạng nói là đấy là điểm lành tướng tốt. Để chứng minh rằng là gì? Bố của bạn bây giờ là không bị đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà từ giờ đến 100 ngày thì theo thầy thì nên thì bạn nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Và khi tụng kinh Địa Tạng xong hồi hướng cho bố, và cũng khuyên bố thì trước khi tụng cũng khuyên bố là nên ở đâu thì nếu mà được siêu thoát rồi thì tốt, mà chưa được siêu thoát thì cùng với con là gì? Nhất tâm để nghe kinh và đọc kinh Địa Tạng cũng như là niệm Phật để cầu trong vòng gì? Thời gian ngắn nhất thì bố có thể cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là được đi thoát hóa đầu thai làm người, hoặc lên cõi trời. Như trong kinh nói đem công đức tụng kinh Địa Tạng công đức rất lớn, có thể người thân từ ba cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thoát ba cõi ác, có thể được sinh làm gì? Làm người, hoặc sinh lên trời như là mẹ của Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Nhưng mà bạn phải nên gì? Nhất tâm thọ chỉ đọc tụng kinh này để hồi hướng cho gì? Cho bố, không chỉ 100 ngày mà thậm chí cả 3 năm, thậm chí gì? Cả cuộc đời của mình còn lại đều phát nguyện tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho gì? Cho bố mẹ. Mẹ còn sống thì được bình an, mạnh khỏe. Bố đã thác thì sớm được sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc sinh về cõi thiện, thiên giới hoặc nhân gian, có phúc báo, có thọ mạng, có trí tuệ, có công đức, đời sau gặp Phật Pháp và được tu hành dần dần đủ viên mãn công đức, đều được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Thì đó mới là đứa con hiếu thảo, đó mới là người Phật tử học Phật chân chính nhất. À.
Một câu nữa, các Phật tử hỏi rằng: thưa thầy, trước khi mẹ con thỉnh thoảng hay đi chùa tụng kinh niệm Phật, tham gia các pháp hội vân vân, nhưng từ khi được bác con giới thiệu về Pháp Luân Công thì con thấy mẹ con đều cất hết kinh đi và chỉ để trong phòng một quyển Pháp Luân Công đó thôi, và con cũng thấy mẹ con ít đi chùa, ít tham gia pháp hội vân vân. Vậy con không biết việc đó là tốt hơn hay xấu hơn cho mẹ con, mong thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc tu tập Pháp Luân Công để rèn luyện sức khỏe thì không có gì là xấu, nhưng mình là một Phật tử thuần thành đã quy Tam Bảo, đã tụng kinh niệm Phật hàng ngày rồi, nay học Pháp Luân Công mà bỏ hết kinh Phật đi và không đi chùa nữa thì chắc chắn đó là một việc xấu. Phải xem xét lại xem cái phương pháp học Pháp Luân Công của mình để làm gì. Học Pháp Luân Công không phải là để đắc đạo. Pháp Luân Công chỉ là một phương pháp rèn luyện sức khỏe, tu tập rèn luyện sức khỏe thôi, chứ không phải là một phương pháp tu tập để đắc đạo. Đó, khẳng định với các quý vị như vậy. Pháp Luân Công ở Trung Quốc còn là một tổ chức chính trị nữa. Vì là một tổ chức chính trị, đi ngược lại với gì? Với chính sách của Đảng và Nhà nước của Trung Quốc cách đây hơn chục năm về trước. Cho nên một thời, kể cả cho đến bây giờ, ở Trung Quốc vẫn không chấp nhận và thậm chí là còn đàn áp rất là nặng nề các học viên của Pháp Luân Công. Cho nên bây giờ Pháp Luân Công đi ra có thể là nói là có mặt rất nhiều nước trên thế giới, nhưng mà Pháp Luân Công ở Việt Nam bây giờ đang bắt đầu là cũng biến tướng. Chúng tôi thì biết được bây giờ Pháp Luân Công truyền bá Việt Nam bây giờ nhiều những tổ chức là lợi dụng vào Pháp Luân Công để hoạt động chính trị, phải nói thẳng là như thế, hoạt động chính trị, thậm chí là lôi kéo nhân dân, thậm chí là chống phá gì Đảng và Nhà nước. Nó không phải là một tổ chức là gì? Một tổ chức là Pháp Luân Công rèn luyện sức khỏe như là ban sơ của nó vốn có. Từ khi cái Pháp Luân Công này mới được thành lập ở Trung Quốc ấy, thì bản chất của nó là dành để rèn luyện sức khỏe, để chữa bệnh và để cho tâm con người ta tĩnh hơn, hướng thiện hơn. Nhưng sau này một số người là lợi dụng vào cái việc học Pháp Luân Công ấy, để tụ tập mọi người thành một nhóm, thành nhiều nhóm để hoạt động chính trị. Cho nên các Phật tử chúng ta phải rất là phải khôn ngoan và tỉnh táo, phải xem xét lại cái tổ chức Pháp Luân Công mà chúng ta đang theo đó có phải là tổ chức Pháp Luân Công mà hoạt động chân chính vì sức khỏe của cộng đồng, vì sức khỏe của nhân dân hay không. Nếu như họ vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe nhân dân thì chúng ta gì theo không có sao, nhưng mà họ lợi dụng đến cái việc gì lòng tin của nhân dân để hoạt động chính trị, chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá sự đoàn kết của nhân dân, thì chúng ta phải gì? Phải ngay lập tức bỏ ngay. Ngay lập tức bỏ ngay. Vì chúng ta biết là kể cả Phật giáo cũng vậy. Phật giáo cũng có gì? Có những vị sư lợi dụng Phật giáo để tụ tập đông người để chống phá Nhà nước, chống phá gì? Sự đoàn kết nhân dân. Thì trường hợp các vị sư đó là gì? Là không theo đúng chính pháp của Phật, chúng ta cũng nên bỏ ngay. Chứ không phải cứ lìa Pháp Luân Công, mà trong Phật giáo cũng có những vị sư như thế thì chúng ta cũng phải bỏ ngay. Đó, cho nên ở đây thì Phật tử đưa câu hỏi này thì nên tìm cách gần gũi mẹ để khuyên mẹ làm sao cho mẹ mình đừng có lạc đường, lầm đường, lạc lối. Chứ theo Pháp Luân Công họ cũng không bắt là gì, là các Phật tử theo họ rồi thì phải bỏ đạo Phật để theo họ đâu. Nếu mà Pháp Luân Công mà chúng ta theo để học khí công và học luyện sức khỏe mà họ bảo phải bỏ Phật giáo, phải bỏ cái tín ngưỡng của dân tộc mình và của bản thân mình đã theo từ lâu năm ấy, để theo họ thì đó chắc chắn là tà. Đó là tà đạo. Đó là tà tổ chức, tức là gì? Một tổ chức núp bóng gì? Núp bóng Pháp Luân Công để hoạt động chính trị. Cho nên cái này phải thận trọng. Đó. Một câu hỏi nữa, Phật tử nó hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho con được biết ạ. À, thưa thầy, con mới được biết tới Phật Pháp từ sau khi chồng con bị mất. Con được một người bạn bảo xuống chùa Khai Nguyên làm lễ cầu siêu cho chồng con. Trong thời gian chưa qua 49 ngày, con đã xuống chùa gặp sư ông, gặp sư cô Anh Nghiêm. Nhờ sư cô chỉ bảo cho con các thủ tục làm lễ cầu siêu cho chồng con. Sau 49 ngày chồng con và các con của con vẫn thường ngủ mơ thấy chồng con về, vẫn cười nói. Tất cả vẫn diễn ra như lúc chồng con còn sống. Chỉ sau từ hôm con đi dự Pháp hội Địa Tạng, ngày 11, 12, 13 tháng 7, ở chùa Khai Nguyên về là con không mơ thấy chồng con nữa. Vì vậy, con cứ lo không biết chồng con đã được siêu thoát chưa, có bị khổ không? Tới bây giờ, con vẫn luôn tự trách mình và ân hận tại sao không biết Phật Pháp sớm để cho chồng con khỏi bị mất sớm thế. Nên con rất đau khổ và tuyệt vọng. Thầy ơi, bây giờ hàng ngày con vẫn đọc kinh Địa Tạng, nhưng trong tâm trí con lúc nào cũng nghĩ ân hận và nuối tiếc. Xin thầy hoan hỷ cho con được biết bây giờ con phải làm thế nào ạ. Và cũng xin thầy cho con được biết là sau khi đọc kinh xong thì hồi hướng cầu nguyện cho người thân của mình đã bị mất, thì có phải đọc tên từng người thân của nhà mình lên nữa không ạ? Chồng con mất tới nay đã được 7 tháng, có phải đọc tên lên nữa không ạ? Và con cũng xin thầy cho con được biết con muốn đọc chú Đại Bi và cả kinh Địa Tạng nữa thì đọc như thế nào cho đúng ạ? Kính xin thầy cho con được biết. Với ạ, con cảm ơn thầy và kính chúc thầy sức khỏe. Có Phật tử nữa nói rằng có chồng đã mất rồi khoảng 7 tháng nay. Khi trước khi mới đi tụng kinh á, sau 49 ngày thì có người mách lại xuống chùa Khai Nguyên, gặp các sư ở chùa hướng dẫn cho cách tụng kinh, thì về tụng kinh một thời gian thì suốt là nằm mơ thấy chồng về suốt và cứ nói chuyện với nhau suốt như khi bình thường. Nhưng sau Pháp hội Địa Tạng, Đại Pháp hội Địa Tạng 3 ngày hôm tháng 7, 11, 12 tháng 3 vừa rồi, thì từ đó về nay không mơ thấy chồng nữa, tức là sao? Đó là hiện tượng tốt. Sau 49 ngày tụng kinh Địa Tạng suốt cho đến gì? Cho đến gần 7 tháng. Và sau Đại Pháp hội vừa qua thì không mơ thấy chồng nữa thì đó là một hiện tượng tốt. Tức sao? Trường hợp như trong kinh Địa Tạng nói này, có những trường hợp bao nhiêu năm không mơ thấy nhưng mà bây giờ tự nhiên mơ thấy. Thì đó là trường hợp gì? Trường hợp họ báo cho mình để muốn cho mình gì? Nhớ tới họ mà siêu độ cho họ. Đó cũng là gì? Để một điểm lành tướng tốt, để cho mình biết họ còn hiện hữu ở nhân gian này và siêu độ cho họ. Nhưng ở trong trường hợp này, trước đây thì thường mơ thấy, nhưng sau 3 ngày Pháp hội lớn thì không mơ thấy nữa, tức là gì? Đây chắc chắn là một hiện tượng tốt. Vì sao? Vì người ta đã được đi đầu thai thoát hóa vãng sinh rồi. Có thể là gì? Bây giờ đang gì? Đang nhập thai ở trong gì? Trong quái người rồi. Đang nhập thai rồi thì làm sao mơ về mà báo mộng được nữa. Mà bây giờ Phật tử mà cứ mơ là gì? Cứ mong tụng kinh, cứ mong thấy thì thấy chồng về. Không phải chồng về đâu mà là ma về đấy. Vì sao? Phật tử nói là từ khi đấy ra bây giờ hiểu được Phật Pháp rồi thì lại gì? Lại thấy là gì? Lại thấy là ảo não. Vì tiếc là thì không gặp được Phật Pháp sớm để khuyên chồng tụng kinh sớm để cho chồng không phải chết sớm như thế. Làm gì có chuyện đấy. Cái gì nó đã qua rồi không bao giờ lấy lại được nữa. Mà đặc biệt là việc sinh tử. Tấm thân đã mất rồi đâu có thể lấy lại được. Chôn 7 tháng nay rồi đây có lấy lại được nữa. À, bây giờ chỉ nghĩ mà để tự mình khởi ra phiền não và mua lấy phiền não, chuốc lấy phiền não vào thân mình thôi. Đấy gọi là ma não đang gì, đang ám ảnh trong tâm của Phật tử này. Nếu mà bây giờ tụng kinh cứ suốt ngày mà mong nhìn thấy chồng về thì chắc chắn một vài ngày nữa thấy chồng về cười tươi nói chuyện với mình. Nhưng đó không phải là chồng mà đó chính là gì? Là ma vương quỷ sứ đến để giả danh, thậm chí còn rủ cô này đi nữa, thậm chí rủ đi nữa. Và đi theo nó thì có khi nó nhấn chìm xuống sông mà gì mấy hôm sau thấy gì? Thấy xác nổi lềnh bềnh ở dưới sông. Không phải đơn giản. Cho nên cái gì đã qua, chúng ta gì, người tu tập phải biết rằng nhân sinh vô thường, sinh già bệnh chết, mỗi người đều có gì, có thọ mệnh của mỗi người riêng, mỗi người đều có phúc báo và thọ mạng riêng. Cho nên chúng ta không thể nào mà gì, cái gì đã qua rồi tiếc nuối kiểu như thế là gì, tự hại mình. Học Phật như thế là chưa hiểu Phật.
tụng kinh như thế là chưa hiểu kinh Phật dạy về lý vô thường. Cho nên Phật tử này phải chấn chỉnh lại cái việc học Phật và tu Phật của mình đi. Nên nghe đi nghe lại 102 bài giảng lần thứ nhất kinh Địa Tạng của thầy và gì 60 mấy bài giảng lần thứ hai đó, nghe đi nghe lại vài lần vào, ngày nào nghe, lúc nào nghe, để cho cái khai mở trí tuệ chân chính của người học Phật và hiểu được lý vô thường như thế nào á. Và bây giờ tụng kinh cứ nhất tâm mà hồi hướng cho chồng và cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ sớm được siêu thoát về cảnh giới an lạc. Cứ như vậy thôi. Còn hỏi là có nên đọc tên từng người không, có tùy duyên thời gian có thì chúng ta đọc từng người, mà không có thì đọc chung cho gì gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại chúng con để sớm gì được Phật Bồ Tát gia trì giúp đỡ cho người chưa được siêu thoát. Nếu mà còn không may còn ai ba trong đường đang đọa lạc trong ba đường ác thì sớm được Phật Bồ Tát gì cứu thoát cho sớm ra khỏi ba đường ác, được sinh quay nhân thiên, tức là được sinh trời người đó, có phúc báo, có thọ mạng và có trí tuệ, có công đức, đời sau gặp Phật pháp tu hành sớm được gì vãng sinh Tây phương an lạc quốc, vân vân. Đó là cái gì hồi hướng tổng thể nhất, đầy đủ nhất, không có lo thiếu. Chứ còn đọc tên cụ này mà không đọc tên được cụ kia có khi lại thiếu. Thế nên mới cứ đọc tổng thể là gì là tốt nhất, trừ trường hợp những vong linh mà mới mất thì mình đọc cụ thể cũng được. Ví dụ trường hợp chồng của cô này thì đọc cụ thể cũng được, còn gia tiên thì nội ngoại chỉ đọc tổng thôi cũng được, không đọc tổng thôi là được, trừ những ngày giỗ ngày tết của cụ nào thì mình mới đọc tên cụ đó, hoặc là muốn hồi hướng đặc biệt cho một gì một vong nào đó thì mình mới đọc tên của vong đó. Đấy, cái trường hợp này thì xin trả lời như vậy. Và đặc biệt Phật tử này nên xem xét lại vấn đề tu tập của mình. Và từ này mà muốn tụng cả chú Đại Bi nữa và tụng kinh Địa Tạng có được không? Cũng được, không có sao cả. Nhưng mà thời gian chúng ta làm sao cho nó hài hòa. Nếu muốn tụng cả kinh cả chú Đại Bi thì trước khi vào tụng kinh Địa Tạng đó và lư hương xả nhiệt vân vân đó thì tụng cho một hoặc ba biến Đại Bi trước, xong đó mới vào Địa Tạng thì cũng được, không sao. Không có đấu đá nhau đâu mà lo. Phật Bồ Tát không có đấu đá nhau mà sợ cái chuyện đó. Thì xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật.